thay chất lưu mấy ngày. Kẹt hai chân đó, gỡ hai chân lên này. Mẹ này nhỏ quá đi. Thái ngược mà biếu. Ừ. Thái đi thái ngược mà dài cho nó rẻ. Ngược cái nhau. Ngược cái chân mắt con trơn này mà. Ừ. Chù thì tỏ vô chót tám một đầu dương. Ừ. Bây giờ nóc hai chân nó rẻ. Rẻ cái đầu này mà cũng rẻ cùng kẹt cái chân. Nó kẹt hai chân dưới xương khô này. Không biết coi thôi. Gỡ được cái là cái đây à. Không chót đầu sợ. Bế xương luôn đi. Kéo bế xương luôn. Không được đâu. Từ từ rồi mày nó bế nó dính nó chắc. Nó sắp vô hư tư cung. Ủa mấy hai chân nó kẹt. Tiếng bữa đó đều đi hả? Ừ. Bữa anh đục hai vú xem hai vú bự lên cái mấy này nhào vô dành bú mà dịn dành bú lại bớt mà chục con thiệt to to chứ mấy anh giờ nhảy bè vô bò này thì núi nhảy được bò to con à. Ừ. Bò của anh để con nhiều lúc mấy anh giờ ấn like rồi nhảy luôn. Đi đỡ chắc liền. Cái chân sâu dữ vậy ta. Nó nhỏ quá. Ý nhường dường tình bữa. Bữa xưa dài em. Dường tình bữa cũng có tao chắc cho mẹ. Nèm luôn xưa dài em. Nèm hơn em. Đưa hơn em. Nèm hai con. Bữa xung nó cũng nhỏ vậy em. Một đèn tơ. Chục nó cứng về mà không kéo ra mẹ sao sống nấu nó giờ phải gỡ hai cái chân nữa để cho em đi chút.